Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách mà sửa cái iPhone 4S mà bỏ SIM vô nó bị không có sóng, hao pin và nóng máy bạn ha. Đây là cái ban ha, ban iPhone 4S bị cái này nhiều lắm. Khi mà bỏ SIM vào thì nó sẽ không có sóng hoặc là sóng yếu và kèm theo đó là sẽ nóng máy và hao pin các bạn ha. Ok, mình bật wifi để mình đồng bộ ngày giờ các bạn. Còn không, nó đang tìm kiếm hoài, chút nữa hiện nó không dịch vụ là kèm theo đó nó sẽ rất là nóng máy. Ok, đầu tiên mình sẽ mở cái chân pin ra các bạn để đo, các bạn đo nguội á, đo nguội là coi cái nó có bị chạm ngay cái app cấp cho những cái con công suất hay không các bạn ha. Phải gỡ pin ra. Okay. Các bạn gặp cái trường hợp này thì cứ như vậy mà làm thôi các bạn, khỏi phải Koshima làm gì cho nó mất công. Đây là cái ban các bạn, 4 mét bị cái này cực kỳ nhiều luôn. Và hôm cái máy này mới nè, còn tem của người bán luôn á, nhưng mà mình đo cái là mình biết nó bị cái gì là làm luôn, khỏi cần phải suy nghĩ các bạn ha. Để máy lên, các bạn đo ngay cái con C46 gạch dưới RF các bạn. Thấy không? Một đầu, hai đầu, phải không? Xác định là cái đường áp cái đó nó bị chạm rồi các bạn, thấy không? Nó chạm nên gây ra khi mình bỏ SIM vào á, cái nó ắc ti cái áp lên này, nó cấp cho cái công suất á, nên mà cái đường đó nó bị chạm thì nó gây ra nóng máy thôi. Nếu mà nó chạm ít thì nó sẽ gây ra sóng yếu hoặc là sóng yếu mà kèm theo đó là nóng máy hao pin các bạn ha. Còn nó mà chạm ngắn mạch luôn á thì nó sẽ không có sóng, không có áp cấp thì không có sóng, đơn giản vậy thôi. Thường nó chạm cái này nó sẽ do chạm cái công suất U5 RF với lại cái con công suất 2G các bạn, là con U10 RF ha. Thường thì mình sẽ cách ly bỏ con U5 RF trước, tại vì con đó theo mình là cái ban này nó sẽ chạm con đó nhiều lắm. Mà con nó bỏ cũng không sao bạn ha, bỏ ra sóng gió vẫn bình thường, không cần đóng lại luôn các bạn. Sử dụng đồ long đao để mở cái siêu lên, nó sẽ không có gây cái siêu nó bị cong các bạn ha. Đồ long đao đa chức năng luôn, đánh khắp thiên hạ các bạn đó. Con U5 RF qua ha, bây giờ mình sẽ thực hành cái việc cách ly cái con U5 RF ra, khò nhẹ nhàng đơn giản tháo nó ra thôi mà, chẳng có gì phức tạp cả. Phải không? Dở nó lên, bỏ qua một bên. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái máy đo, chúng ta đo lại xem nó còn chạm hay không. Nếu mà nó vẫn còn chạm thì làm tiếp cái con công suất 2G các bạn ha, U10 RF á. Còn nếu mà nó hết chạm thì thôi, gắn siêu vào ráp lại giao khách khỏi thử luôn các bạn. Bao lên đó, ok, hết chạm rồi không? Đó bạn không? Dòng lên đẹp, hết chạm rồi không? Ok. Rồi, gắn sim vào và test máy lần cuối và giao khách thôi các bạn. Thôi, mình dừng.